Hướng dẫn đường đi tới tuyệt tình cốc Đà Lạt đang hoắt dần dần. Tuyệt tình cốc Đà Lạt thực chất là một mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang nằm ở thôn Suối Cạn, xã Lạt, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian không khai thác cùng với mưa và các mạch nước ngầm tạo nên một hồ nước xanh ngọc bích này. Xung quanh hồ nước là những vách nhiều đá màu sắc sừng sững. Màu nước đặc biệt ở đây khiến cho mọi người cảm giác đang lạc trong tuyệt tình cốc đẹp mê hồn. Xuất phát từ chợ Đà Lạt, chạy xe máy Honda khoảng 22 km theo đường DT722 để đến làng Cù Lần. Đến cổng Cù Lần đi trên 400m sẽ thấy một dốc đá lên núi phía bên tay trái. Bạn rẽ vào đây và tiếp tục đi khoảng 4 km nữa đường lên núi, rồi hỏi người dân ai biết thì người ta trả lời. Tuy nhiên đoạn đường lên núi rất xấu và nhiều đá tảng, mọi người lên cẩn thận. Nếu có rủi ro gì thì anh Google cũng không biết nữa. Một lưu ý tối quan trọng nữa để đảm bảo an toàn là không được tắm dù có những bể, có những bạn bơi giỏi thế nào, và không xả rác bừa bãi, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên để mọi người đều được thưởng thức cái đẹp. Vừa nãy là anh Google anh đã chỉ cho mọi người biết cái hướng đi tới tuyệt tình cốc Đà Lạt từ chợ Đà Lạt. Thì anh Google chưa được đi, thì mọi người đi nhớ đi đến đấy, và có gì thì mọi người comment sau cái video này để cho anh Google biết nhé. Chào mọi người.